Nga cáo buộc Mỹ Anh giúp Ukraine oanh tạc Nga, Liên Hợp Quốc tranh cãi dữ dội. Moscow, Mỹ mở mặt trận thứ hai chống Nga. Phó Chủ tịch EC định lượng thời gian ép gia nhập EU. Thủ tướng Netanyahu nói Israel cần thêm thời gian ở Gaza, cảnh báo Hezbollah và Iran. tàu khu trục của Mỹ bắn hạ tên lửa đạn đạo chống hạm phóng từ Yemen. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi toàn cảnh thế giới trên kênh của chúng tôi. Vừa rồi là nội dung chính sẽ có trong chương trình, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia đã mô tả vụ tấn công của Ukraine vào Belgorod vừa qua là một hành động nguy hiểm có tính toán trước nhắm vào dân thường. Ông cho rằng những bên thuộc phương Tây ủng hộ Kiev sẽ phải chịu trách nhiệm về những hậu quả nặng nề. Đồng thời cũng cáo buộc Mỹ và Anh đã giúp cho Ukraine thực hiện cuộc tấn công khốc liệt vào thành phố biên giới này. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia đã cáo buộc Mỹ và Anh đã giúp Ukraine thực hiện cuộc tấn công khốc liệt vào thành phố biên giới Benkorod của Nga. Ông Nebenzia nói, chúng tôi biết rằng các chuyên gia tư vấn Mỹ và Anh đã trực tiếp tham gia vào việc tổ chức hành động khủng khiếp này, đồng thời cảnh báo rằng những người tổ chức và thủ phạm của các cuộc tấn công đó sẽ bị trừng phạt hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine cũng như Mỹ và Anh đối với cáo buộc và tuyên bố từ ông Nebenzia. Ông Nebenzia đã nói rằng thành phố Benkorod bị tấn công bằng tên lửa, các loại đạn chùm vốn bị cấm và bom do Cộng hòa Séc sản xuất. Trong khi đại diện Ukraine tại Liên Hợp Quốc, Sekhi Devonik nhấn mạnh các cuộc tấn công của Nga cũng đang gây thương vong cao cho dân thường của nước này. Đại diện các nước phương Tây dù lên án các vụ tấn công, song khẳng định Ukraine có quyền tự vệ. Trong khi đó, đại diện Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cảnh sảng bày tỏ quan ngại về các vụ tấn công gây thương vong cao cho dân thường trong bối cảnh năm mới 2024. Ông nhấn mạnh xung đột và chiến tranh chỉ gây tổn thương cho những người dân vô tội. Ông cảnh sảng nói, Hội đồng Bảo an đã phải tổ chức một cuộc họp khẩn cấp khác theo yêu cầu của Nga để xem xét vấn đề thương vong dân sự do xung đột tại Ukraine gây ra. Chúng tôi rất buồn trước các cuộc thảo luận căng thẳng của Hội đồng Bảo an, các cuộc tấn công tàn khốc và thương vong dân sự cũng như sự kéo dài xung đột tại Ukraine khi một năm mới lại đến chiến tranh vẫn đang hoành hành và gây ra vô số tổn thất. Báo Newsmaker của Cộng hòa Moldova, quốc gia giáp danh Ukraine, cho hay nhiều tiếng súng nổ kéo dài khoảng 40 phút đã được ghi nhận tại Transnistria, vùng lãnh thổ ly khai của Moldova, đặt các khu vực của quốc gia này trong tình trạng báo động. Tiếng súng xuất hiện gần các làng Giska và Kohova. Thông tin sau đó được người đứng đầu phái đoàn Moldova tại Ủy ban Kiểm soát Liên hợp GCC Sergio Golovach xác nhận. Trả lời phỏng vấn của Newsmaker, Cục Tái hòa nhập Moldova cho biết đó là tiếng súng của các binh sĩ quân đội Nga đang đóng quân tại Transnistria. Báo cáo của cơ quan này cho biết quân đội Nga đã tổ chức cuộc tập trận tại đây mà không phối hợp với chính quyền Moldova, dẫn tới việc chính quyền Moldova bị bất ngờ. Đây không phải lần đầu tiên Moldova báo động về các cuộc tập trận của quân đội Nga ở Transnistria. Theo ấn phẩm Ban căng Insight của mạng điều tra Ban căng BIRN đặt tại Serbia, các tình huống tương tự đã được ghi nhận vào đầu năm nay. Đáng lưu ý, cuộc tập trận của Nga diễn ra đúng vào thời điểm Moldova đang tiến hành cuộc tập trận quân sự chuyên sâu. Trước đó, thủ tướng Moldova, Dorin Rasceanu cho hay, nước này cần có hệ thống phòng không hiện đại để chống lại mối đe dọa từ Nga. Moldova đã thông qua chiến lược an ninh, trong đó coi Nga là mối đe dọa chính, khiến việc tăng cường khả năng phòng thủ của Moldova trở thành một mệnh lệnh chiến lược. Về phần mình, Nga cảnh báo Moldova sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo trong cuộc giao tranh hỗn hợp mà phương Tây tiến hành chống lại Nga. Trước đó vào tháng 11, phản ứng trước quyết định của Moldova tham gia lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh rằng, Nga coi việc tham gia các lệnh trừng phạt là trực tiếp tham gia chiến dịch chống Nga của tập thể phương Tây là một bước đi thù địch khác của lãnh đạo Moldova. Theo bà Zakharova, mục đích của quyết định mà lãnh đạo Moldova đưa ra là phá hủy hoàn toàn mối quan hệ giữa Nga và Moldova vốn đã ở trong tình trạng tồi tệ nga đã không lặng yên đứng nhìn moldova tham gia các biện pháp trừng phạt chống nga của eu bà nhấn mạnh đường lối mang tính hủy diệt như vậy của lãnh đạo moldova khó đáp ứng được lợi ích của người dân moldova những người luôn quan tâm đến việc duy trì và phát triển hợp tác song phương nhiều mặt bộ ngoại giao nga đã lưu ý rằng moscow sẽ không bỏ qua quyết định trên và sẽ có hành động đáp trả Bộ Quốc phòng nga vừa công bố một video clip cho thấy năng lực của loại tên lửa hành trình Kh-101 mà quân đội nga hiện sở hữu. Video đã ghi lại khoảnh khắc tên lửa hành trình Kh-101 của nga thả mồi bằng cách phóng pháo sáng để đánh lửa hệ thống phòng không trước khi lao vào các mục tiêu ở ukraine. Đoạn video trên, nếu được khẳng định là xác thực, có thể là lần đầu tiên Kh-101 bị camera ghi lại khoảnh khắc sử dụng các biện pháp đối phó phòng không khi tác chiến. Hiện chưa rõ cơ chế đối phó phòng không của Kh-101. Có phân tích cho rằng việc nhà mồi bẫy được kích hoạt sau khi tên lửa bị hệ thống phòng không đối phương bắt được. Cũng có thông tin rằng quá trình này được thực hiện tự động sau một thời gian nhất định hoặc khi tên lửa đạt đến tọa độ cụ thể nơi mà hệ thống phòng không đối phương rất có thể đã được định vị. KH-101 là loại tên lửa hành trình được biên chế vào quân đội Nga năm 2013 và trở thành vũ khí nổi bật của lực lượng vũ trang này. Nó có thể phóng linh hoạt từ nhiều phương tiện khác nhau và có khả năng lẩn tránh radar đối phương. Tên lửa hành trình là loại vũ khí tự hành có dẫn đường và bay được qua khoảng cách lớn. Tên lửa loại này thường được phóng linh hoạt từ máy bay, tàu chiến hoặc từ mặt đất và mang được nhiều loại đầu đạn khác nhau. Tên lửa chiến lược tầm xa KH-101 của quân đội Nga được trang bị hệ thống điều hướng bằng quán tính tiên tiến và công nghệ định vị vệ tinh hiện đại. Nga đã tận dụng được ưu thế trên không trước Ukraine suốt gần 2 năm kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, Moscow vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn bầu trời và lực lượng phòng không Ukraine vẫn có thể gây ra tổn thất đáng kể cho không quân Nga. Trong một bình luận với AP hồi đầu năm nay, ông George Barros, nhà phân tích về Nga của Viện Nghiên cứu Chiến tranh kép có trụ sở tại Mỹ cho rằng Ukraine không kiểm soát được không phận nơi họ tấn công. Tiến hành các hoạt động tấn công trong điều kiện như vậy là cực kỳ khó khăn. Những chiếc F-16 do Mỹ sản xuất có thể thay đổi điều đó, mặc dù khó có thể thay đổi đáng kể cuộc xung đột, nhưng hàng chục máy bay tiên tiến được các nước phương Tây cam kết viện trợ Ukraine sẽ đem lại cho Kiev những khả năng mới. Việc nhận được số lượng lớn tiêm kích F-16 có thể giúp Ukraine có ưu thế trên không để bảo vệ quân đội ở tiền tuyến trước trực thăng tấn công và bom thông minh của Nga. Các chuyên gia cho rằng F-16 sẽ mang lại cho Ukraine khả năng phòng thủ và tấn công rất cần thiết. Những chiếc F-16 được trang bị hệ thống điện tử hàng không, hệ thống điện tử, hiện đại hơn và radar tốt hơn. Chúng được thiết kế để phóng các loại vũ khí tiêu chuẩn NATO mà Ukraine hiện đang sử dụng trên các máy bay chiến đấu cũ thời Liên Xô. Ukraine sẽ có thể hoạt động từ khoảng cách xa hơn, phá hủy hệ thống phòng thủ trên mặt đất của Nga dễ dàng hơn và ngăn chặn các máy bay của Moscow. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hồi giữa tháng 10 cho biết F-16 có thể đến vào nửa đầu năm 2024. Không quân Ukraine cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Đã có những dấu hiệu cho thấy Nga lo ngại về sự xuất hiện của những chiếc F-16 ở Ukraine. Moscow được cho là đã bắt đầu di chuyển các căn cứ ở Biển Đen ra xa Ukraine hơn về phía đông. Theo các chuyên gia, F-16 với các vũ khí dẫn đường chính xác sẽ tăng tỷ lệ tổn thất của Nga và việc tấn công hạm đội Biển Đen và Caucasus nối đất liền Nga với Crimea bằng tên lửa phóng từ F-16 sẽ làm gián đoạn hoạt động tiếp tế cho các lực lượng Nga. Các nhà phân tích từ lâu đã nhấn mạnh rằng tiêm kích F-16 không phải là yếu tố thay đổi cuộc chơi ngay lập tức, Chúng đi kèm với một loạt cơ sở hạ tầng hoàn toàn mới và sẽ cần thời gian để phi công Ukraine hoàn toàn thoải mái trong buồng lái, tích hợp đầy đủ các nền tảng mới vào các hoạt động phối hợp. Việc Ukraine nhận được hàng chục chiếc F-16 không có nghĩa là Kiev có thể sử dụng chúng trong chiến dịch không kích kiểu NATO. Nhưng nó cho phép Ukraine tiến hành các cuộc không kích có chọn lọc kỹ lưỡng, có thể ảnh hưởng đến diễn biến của cuộc xung đột. Tuy nhiên, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zarutny tháng trước nói rằng tiêm kích do phương Tây sản xuất hiện giờ ít hữu ích hơn cho Ukraine so với trước đây, khi Nga chưa tăng gấp đôi lực lượng phòng không. Thưa quý vị, cuộc xung đột ở Ukraine bước vào những ngày cuối năm đầy căng thẳng, khi Nga thực hiện cuộc không kích lớn nhất từ trước đến nay vào Ukraine trong ngày 29 tháng 12. Cuộc oanh tạc diễn ra trong lúc Moscow tin rằng Kiev đã chuyển sang thế phòng thủ sau nhiều tháng phản công thất bại. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo ảnh hưởng của giao tranh không chỉ lan khắp NATO, châu Âu mà còn cả thế giới và làm tăng nguy cơ Washington bị lôi kéo trực tiếp vào cuộc xung đột. Cuộc xung đột ở Ukraine bước vào những ngày cuối năm đầy căng thẳng khi Nga thực hiện cuộc không kích lớn nhất từ trước đến nay vào Ukraine trong ngày 29 tháng 12. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã tấn công Ukraine bằng hầu hết mọi thứ họ có trong kho vũ khí của mình. Trong mắt giới quan sát và cả chính quyền Kiev, Việc này không quá bất ngờ khi năm ngoái Nga cũng đẩy mạnh tấn công hạ tầng năng lượng của Ukraine trong mùa đông. Cuộc oanh tạc diễn ra trong lúc Moscow tin rằng Kiev đã chuyển sang phòng thủ sau nhiều tháng phản công thất bại. Các đánh giá chung đến nay đều cho rằng giao tranh sẽ khó khăn hơn cho Ukraine trong năm tới khi Nga quyết tâm giành thêm lãnh thổ ở miền đông Ukraine. Trong khi đó, Moscow đã thích ứng với các trừng phạt và đang chuyển đổi nền kinh tế để phục vụ cho chiến tranh. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo ảnh hưởng của giao tranh không chỉ lan khắp NATO, châu Âu, mà còn cả thế giới và làm tăng nguy cơ Washington bị lôi kéo trực tiếp vào xung đột. Ông Joe Biden đã gọi vụ tấn công tên lửa mới nhất của Nga vào Ukraine là lời nhắc nhở rõ ràng rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn quyết tâm với các mục tiêu ở Ukraine. Ông cũng kêu gọi Quốc hội Mỹ phê chuẩn việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine, ông nói. Nếu như quốc hội không hành động khẩn cấp trong năm mới, chúng tôi sẽ không thể tiếp tục gửi vũ khí và hệ thống phòng không quan trọng cho Ukraine để bảo vệ người dân của mình. Quốc hội Mỹ phải tăng cường hành động ngay lập tức. Phản ứng lại các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào Ukraine, hàng loạt đồng minh đã nhanh chóng tái khẳng định ủng hộ với Ukraine. Sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Umerov, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Roy Austin nhấn mạnh Washington và hàng chục đồng minh sẽ vẫn hỗ trợ Kiev. Ngoại trưởng Dmitry Kuleba cũng đã kêu gọi các đồng minh phương Tây tiếp tục gửi viện trợ dài hạn cho Ukraine, ông nói. Hôm nay, hàng triệu người Ukraine đã thức giấc vì tiếng nổ lớn. Tôi ước gì những âm thanh vụ nổ đó ở Ukraine có thể được nghe thấy trên toàn thế giới. Trước đó, theo đánh giá, cuộc phản công được kỳ vọng cao của Ukraine mùa hè vừa qua đã bị cản bước bởi các bãi mìn và phòng tuyến kiên cố của Nga. Giữa bối cảnh tổn thất của Ukraine tiếp tục gia tăng trên tiền tuyến và sự thất vọng ngày càng lớn của các nước phương Tây về nhịp độ tấn công của Kiev, đã có những tiếng nói kín đáo bày tỏ quan điểm về khả năng của một lệnh ngừng bắn, ngay cả khi thỏa thuận đó có thể mang lại lợi thế cho Nga. Một số ý kiến cho rằng sẽ không có nền hòa bình lâu dài và bất kỳ lệnh ngừng bắn nào đều sẽ được Nga tận dụng để tái vũ trang. Theo The Guardian, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy hầu hết người dân Ukraine phản đối đàm phán với Nga, đặc biệt liên quan đến các vùng lãnh thổ bị mất. Trong khi đó, các lực lượng của Ukraine chiến đấu từ khi xung đột nổ ra đã dần kiệt sức. Khó khăn trong việc huy động tân binh và cuộc phản công mùa hè nhằm giành lại lãnh thổ không thành công gần đây làm dấy lên một số tiếng nói thận trọng về việc Ukraine cần thay đổi chiến thuật. Một lựa chọn khác sẽ là một thỏa thuận ngừng bắn để tạo nên những cải cách lớn như trở thành thành viên NATO và EU. Đây có vẻ là một suy nghĩ lạc quan, nhưng Tổng thống Zelensky đã tuyên bố bất kỳ nỗ lực đàm phán nào sẽ chỉ mang lại lợi thế cho Nga và giúp Điện Kremlin đạt được mục đích. Theo số liệu của chính quyền Ukraine, Số thương vong trung bình của Nga đã tăng nhanh lên mức gần 300 người một ngày. Tình báo Anh cho rằng mức gia tăng thương vong này là dấu hiệu cho thấy lực lượng quân sự Nga đang suy yếu và đang chuyển đổi sang một đội quân đại chúng có chất lượng thấp hơn và số lượng lớn hơn. Do đó, Nga phải đối mặt với thách thức lớn trong việc khôi phục khả năng quân sự như trước đây. Bộ Quốc phòng Anh ước tính, Nga cần thời gian từ 5 đến 10 năm để xây dựng lại các đơn vị quân đội được đào tạo bài bản và giàu kinh nghiệm. Quá trình tái thiết này không chỉ bao gồm việc bổ sung binh sĩ tại ngũ, mà còn tái lập trình độ chuyên môn và năng lực cao đã bị tổn hại trong chiến dịch ở Ukraine. Trong một diễn biến liên quan khác, nếu như trong chiến dịch trên bộ, Ukraine đang mất đi lợi thế, thì trong chiến dịch trên biển, Kiev tuyên bố đã đạt được những bước tiến đáng kể. Không quân Ukraine tuyên bố đã phá hủy tàu đổ bộ cỡ lớn Novocherkass của Nga tại cảng Feodosia ở Crimea. Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận con tàu đã bị hư hại trong cuộc tấn công bằng tên lửa, song không cho biết liệu con tàu có bị vô hiệu hóa vĩnh viễn hay không. Video về vụ tấn công cho thấy, vụ nổ lớn đã tạo ra quả cầu lửa bốc lên trên cao, tiếp theo đó là đám khói khổng lồ cuồn cuộn trên bầu trời. Ông Sergei Asionov, thống đốc Crimea do Nga bổ nhiệm nói rằng, cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn lớn ở Feodosia, khiến một người thiệt mạng và hai người khác bị thương. Cuộc tấn công tàu Novocherkass diễn ra sau khi quân đội Ukraine cho biết đã bắn hạ 5 máy bay chiến đấu của Nga trong 3 ngày qua. Trong đó, có cả máy bay ném bom. Theo giới phân tích, những cuộc tấn công này có thể gây ra tổn thất lớn đối với Nga, làm giảm áp lực đối với quân đội Ukraine đang chiến đấu tại một số điểm nóng nhất trên tiền tuyến. Quân đội Ukraine từ lâu cho rằng họ sẽ không thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột nếu không nhắm vào tài sản và hoạt động của Nga ở Crimea và làm suy yếu khả năng quân sự của đối phương trong khu vực này. Crimea được coi là trung tâm hậu cần của Nga, nơi tích trữ nhiên liệu, đạn dược và các trang thiết bị cần thiết để tiếp tế cho tiền tuyến ở miền nam Ukraine. Cũng từ Crimea, hạm đội Biển Đen đã bắn tên lửa hành trình có độ chính xác cao vào các thành phố và thị trấn nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine. Trong một nỗ lực giảm thiểu mối đe dọa, quân đội Ukraine đã gia tăng tần suất các cuộc tấn công nhắm vào bán đảo này. Vụ tấn công tàu Novocherkass cho thấy Ukraine có thể đe dọa các mục tiêu ở Crimea bằng vũ khí tầm xa. Nếu Kiev có thể tiếp tục gây sức ép lên bán đảo Crimea, thì điều đó có thể làm phức tạp thêm kế hoạch tấn công mới của Nga, đồng thời tạo cho Ukraine đòn bẩy lớn hơn trong các cuộc đàm phán. Bên cạnh đó, điều này còn khiến phương Tây có quan điểm thoáng hơn khi cân nhắc việc cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí tầm xa tiên tiến hơn. Nga vẫn quyết tâm ngăn Ukraine tiến công qua các phòng tuyến của nước này. Trong khi đó, Kyiv đã cho thấy khả năng tấn công vào phía sau phòng tuyến của đối phương bằng UAV tầm xa. Trong khi Nga chịu tổn thất nhất định về lực lượng và trang thiết bị thì nước này đã có những giải pháp để hạn chế các bước lùi trên Moscow đã tăng ngân sách quốc phòng thêm khoảng 25%, giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2026, đồng thời tăng số lượng binh lính thêm 170.000 người, nâng tổng số lên 1,3 triệu quân. Với Ukraine, thách thức hiện nay là tập hợp nguồn lực cho một chiến dịch tấn công mới. Quân đội nước này cho dù vẫn còn ý chí chiến đấu, nhưng đều đã kiệt sức sau nhiều tháng giao tranh liên tục. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky liên tục vận động các nước phương Tây tăng cường hỗ trợ ông đã tới Washington 3 lần trong 2 năm qua. Dựa trên tình hình giao tranh giữa Moscow và Kiev, đại sứ Nga tại Đức Sergei Nechaev cho rằng phương Tây không có vũ khí kỳ diệu có thể có khả năng thay đổi mạnh mẽ tình hình trên chiến trường hay giúp Ukraine giành được chiến thắng thần kỳ trong cuộc xung đột với Nga, dù là xe tăng hạng nặng, hệ thống phòng không, hệ thống tên lửa phóng loạt hay các khẩu pháo howitzer thuật ngữ vũ khí kỳ diệu được Đức Quốc xã sử dụng để chỉ các siêu vũ khí đang được phát triển trong thế chiến hay. Điều này được đưa ra trong cuộc phỏng vấn ngày 29 tháng 12 với hãng thông tấn RIA của Nga khi đề cập đến các gói hỗ trợ khổng lồ mà phương Tây đã gửi cho Kiev trong gần 2 năm qua, kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch ở Ukraine tháng 2 năm 2022. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, ngành công nghiệp quốc phòng và quân đội nước Ukraine đã tìm cách thích ứng nhanh chóng và đưa ra các biện pháp đối phó hiệu quả trước các thách thức mới được tạo ra từ các chuyến hàng vũ khí của phương Tây trong khi đó tờ interia của ba lan đưa tin ngài đang xúc tiến chế tạo tổ hợp tên lửa phóng loạt vorosdinai tiên tiến nhất có thể phóng đồng thời tên lửa và giải mìn xuống các vùng lãnh thổ do đó tạo ra những thách thức lớn cho lực lượng vũ trang ukraine bài báo có đoạn viết có thể vorodinai được tạo ra trên cơ sở kinh nghiệm chiến đấu đã được tích lũy từ thực chiến giờ đây hệ thống này sẽ không chỉ giải mìn mà còn phóng tên lửa như vậy nó sẽ là một bộ máy hai cỡ nòng kết hợp giải mìn mặt đất và bắn tên lửa từ tổ hợp phóng loạt Thiết bị này sẽ giúp củng cố vững vàng hơn nữa các vị trí phòng thủ của lực lượng Nga, đồng thời tạo ra những trở ngại đáng kể cho lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, truyền thông Nga dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng cho biết, những mẫu sản xuất đầu tiên của súng bắn tỉa Chukavina đã được phiên chế vào các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Nga. Quân nhân Nga đã nhận được những khẩu súng trường đầu tiên sản xuất hàng loạt. Súng trường Chukavina cần thay thế súng bắn tỉa Dragunov được sử dụng từ những năm 1963. Liên quan triển khai vũ khí mới, trong một cuộc họp thảo luận về vấn đề cấp bách trong việc thúc đẩy sản xuất pháo và hệ thống tên lửa phóng loạt nhằm đáp ứng nhu cầu cho kế hoạch tấn công. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sản xuất các hệ thống này và đạn dược của chúng một cách nhanh chóng. Để đạt được mục tiêu, ông Shoigu nói, chính phủ Nga đã trao cho ngành công nghiệp quốc phòng quyền sử dụng tất cả nguồn dự trữ. Hơn nữa, Bộ Quốc phòng Nga không chỉ đơn giản hóa quy trình hợp đồng mà còn giảm các yêu cầu thử nghiệm và nới lỏng các tiêu chuẩn về linh kiện mà không ảnh hưởng đến chất lượng tổng thể của sản phẩm cuối cùng. Đại sứ nga tại Liên hợp quốc, Nebenzia tuyên bố với Hội đồng Bảo an rằng kế hoạch để tham vọng của Ukraine nhằm đánh bại nga đã kết thúc trong thất bại hoàn toàn. Theo RT, Kiev đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp khẩn cấp tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ, sau khi nga tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn và tấn công bằng máy bay không người lái vào Ukraine. Trong bài phát biểu của mình, ông Nebenzia không ngần ngại nói thẳng với Ukraine và những người ủng hộ nước này rằng không có khoản viện trợ nào của phương Tây có thể giúp Ukraine. Đại sứ Nga nói, Ukraine không và sẽ không có nguồn lực để đạt được bước đột phá hoặc duy trì tình hình hiện tại. Các kế hoạch quân sự của Kiev đã kết thúc trong thất bại hoàn toàn. Đó là lý do tại sao các bạn, Ukraine và những người ủng hộ nên lường trước những tin xấu trong tương lai gần nhất. Ông Nebenzia nói thêm rằng, các khoản viện trợ bổ sung của phương Tây sẽ chỉ kéo dài nỗi đau của chính phủ Ukraine và chiến thắng quân sự trước Nga là mục tiêu hoàn toàn không thể đạt được. Ông Nebenzia cho rằng Ukraine đã lãng phí cơ hội đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga trong các cuộc đàm phán vào tháng 3 và tháng 4 năm 2022. Nhà ngoại giao Nga cảnh báo, thời gian không còn nhiều cho chính quyền Kiev. Trên thực tế, tương lai của nước này đang bị đe dọa nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, người Ukraine hòa bình, ngôn ngữ Ukraine và văn hóa Ukraine không bị đe dọa, bất kể phương Tây có cố gắng chứng minh điều ngược lại đến mức nào. Ông Nebenzia đưa ra những bình luận trên vài tháng sau khi cuộc phản công mùa hè của Ukraine không đạt được bất kỳ mục tiêu đáng kể nào. Trong khi quân đội nước này thương vong nặng nề và mất nhiều xe tăng quý giá do phương Tây cung cấp cùng các thiết bị khác. Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 11 với The Economist, ông Valery Zalukny, tướng hàng đầu của Ukraine, mô tả tình hình trên chiến trường là bế tắc. Theo RT, các quan chức Ukraine thời gian qua thường xuyên bày tỏ lo ngại về khả năng và quyết tâm tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev của những người phương Tây ủng hộ họ ngoại trưởng dmitry kuleba than thở về tình trạng tồi tệ của ngành công nghiệp quốc phòng ở eu sau khi khối này không đạt được mục tiêu hàng năm về cung cấp đạn dược cho ukraina trước đó đã xuất hiện một số dấu hiệu cho thấy sau một năm phòng ngự khá thành công trước ukraina có khả năng nga sẽ chuyển sang tấn công lớn mở rộng quy mô tác chiến cả về không gian và thời gian viện nghiên cứu chiến tranh isvk có trụ sở ở washington nêu thông tin có khả năng nước nga đã lên kế hoạch mới để mở rộng tác chiến tại ukraina việc này nhận định Điều đó nếu tồn tại thì hoàn toàn thống nhất với nỗ lực của Nga sẵn sàng cho một cuộc xung đột vũ trang kéo dài với Ukraine. Xung đột Nga-Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, sắp tròn 2 năm, với tổn thất to lớn cho cả hai phía. Vào tháng 9 năm 2022, Nga sắp nhập 4 tỉnh của Ukraine là Donetsk, Kherson, Lugansk và Zaporizhia. Động thái này không được cộng đồng quốc tế công nhận. ISVK thông báo về kế hoạch của Nga chiếm thêm lãnh thổ Ukraine ngoài 4 tỉnh nói trên trong khung thời gian từ năm 2024 đến 2026. Theo kế hoạch mới này, Nga sẽ cố gắng chiếm trọn các tỉnh Donetsk và Lugan, hiện Nga chưa kiểm soát hoàn toàn các địa phương này, đồng thời tiến tới sông Oskin ở tỉnh Kharkov vào cuối năm 2024. ISVK cho biết, Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Nga đang theo đuổi các nỗ lực tại cấu trúc và mở rộng dài hạn nhằm xây dựng các lực lượng dự bị chiến lược. ISVK cũng đề cập việc Tổng thống Nga Putin mới đây có những tuyên bố mạnh mẽ về chủ quyền và lãnh thổ quốc gia trong đó ông yêu cầu Ukraine rút quân khỏi những vùng mà ông gọi là lãnh thổ Nga, coi đó là điều kiện tiên quyết để kết thúc xung đột vũ trang giữa hai nước. Ngoài mục tiêu Adipka, Nga còn triển khai tấn công đa hướng ở biển đông Ukraine. Trên thực địa, các lực lượng Nga tiếp tục hoạt động tiến công để mở rộng vùng họ kiểm soát ở tỉnh Kharkov. Bản đánh giá mới đây do tình báo Mỹ công bố cho thấy, mục tiêu chính của Nga khi tấn công Adipka là làm suy yếu sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine. Tuy nhiên, ISVK cho biết thêm, nỗ lực của Nga trong đánh chiếm Adipka chủ yếu là do nhân cơ hội thuận lợi xuất hiện, và chính vì vậy Bộ Tổng tư lệnh quân đội Nga mới chỉ gọi đây là phòng ngữ tích cực. Giờ đây một số nguồn tin Nga còn tuyên bố rằng chiến dịch tấn công vào Adipka chỉ là đòn nhử trong lúc Nga tấn công nhiều nơi khác. Tờ Independent dẫn lời Dmitry Verbik, một quân nhân Ukraine ở tiền tuyến và tham gia chiến dịch phản công vừa qua của Ukraine, cho biết những người lính như anh này hiện nay kiệt sức và đánh mất quyền chủ động. Nhiều nhà phân tích Ukraine và phương Tây kết luận rằng, việc Nga theo đuổi cùng lúc bốn cuộc tiến công là nhằm giành lấy quyền chủ động trên cấp độ chiến trường rộng lớn. Giới phân tích nhận diện hai mục tiêu chính trong chiến lược này của Nga. Thứ nhất, theo Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, bằng cách duy trì thế chủ động trong suốt mùa đông, Nga muốn làm phương Tây chuồn bước trong nỗ lực hỗ trợ Ukraine. Theo cách tiếp cận này, việc Nga tấn công liên tục sẽ khiến Ukraine ở trong thế phòng ngự thường xuyên. Còn phương Tây sẽ không còn hào hứng viện trợ cho Ukraine nữa, đẩy Ukraine vào chỗ chỉ còn ít nguồn lực vào mùa hè tới đây. Thứ hai, việc giành và giữ quyền chủ động có ý nghĩa quan trọng đối với Nga về mặt chính trị vào lúc này, trong bối cảnh Nga sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống vào tháng 3 năm tới, năm 2024. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố một đoạn video cho thấy các phi công điều khiển trực thăng Mi-28N đã phóng tên lửa không dẫn đường và tấn công các thành trì của Ukraine ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Thợ săn đêm Mi-28N của Nga phóng tên lửa tấn công thành trì Ukraine ở Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga công bố một đoạn video cho thấy các phi công điều khiển trực thăng Mi-28N đã phóng tên lửa không dẫn đường và tấn công các thành trì của Ukraine ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Các trực thăng đã tấn công thành công tất cả mục tiêu và quay trở lại sân bay an toàn, hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu. Theo đó, các phi đội trực thăng Mi-28N của quân đội Nga đã xóa sổ các vị trí của Ukraine ở khu vực Donetsk trong kế hoạch quân sự lực lượng không quân Nga đã tiến hành các nhiệm vụ hộ tống các đoàn xe quân sự, phá hủy xe bọc thép đối phương, vận chuyển binh lính và phương tiện quân sự cũng như hỗ trợ trên không cho các đơn vị của Nga. Trước đó, trung tâm tác chiến của Nga với sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu đã tấn công 4 căn cứ của Ukraina gần Chervonaza Diprova thuộc khu vực Karasniliman. Người phát ngôn trung tâm Leonid Sarov nhận định với TASS, quân đội và trực thăng tấn công đã nhắm vào 4 căn cứ của lực lượng Ukraina gần Chervonaza Diprova ba phương tiện chiến đấu của Ukraine đã bị phá hủy do sự phối hợp ăn ý của các lực lượng đặc biệt và các phi công điều khiển UAV cầm tử. Moscow cũng tuyên bố đẩy lùi ba cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực rừng Serebryan và khiến đối phương tổn thất 20 binh lính. Theo Financial Times, khi xung đột Nga-Ukraine kéo dài, các nước ủng hộ Kiev ngày càng lo ngại về khả năng tăng cường sản xuất đạn dược và kho dự trữ vũ khí của họ. Mối đe dọa không chỉ dừng lại ở việc tiếp tục cung cấp vũ khí, mà còn là các nước cần thể hiện mình có đủ cơ sở công nghiệp để sản xuất vũ khí cho một hệ thống phòng thủ đáng tin cậy, có khả năng đối phó với một cuộc tấn công. Quan chức Lầu Năm Góc, William La Plante, phát biểu Ukraine khiến chúng tôi phải tập trung vào những gì thực sự quan trọng, đó là sản xuất. Sau khi gửi hàng chục tỷ đô la Mỹ hỗ trợ quân sự cho Ukraine, chủ yếu từ nguồn dự trữ có sẵn, Bộ Quốc phòng của các nước thành viên NATO phát hiện ra rằng các dây chuyền sản xuất vũ khí không được tăng lên trong một sớm một chiều việc tăng công suất đòi hỏi phải đầu tư phụ thuộc vào việc đảm bảo các hợp đồng sản xuất dài hạn. Các nước phương Tây gửi số lượng lớn vũ khí cho Ukraine như tên lửa chống tăng Javelin và tên lửa phòng không Stinger từ Mỹ, tên lửa chống tăng Enlo từ Anh, pháo tự hành Caesar từ Pháp. Các quan chức quốc phòng và giám đốc điều hành doanh nghiệp cho biết có hai lý do chính khiến các quốc gia phương Tây gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn cung cấp quân sự mới. Đầu tiên là về mặt cấu trúc. Kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh, các quốc gia này đã tận dụng lợi ích hòa bình bằng cách cắt giảm chi tiêu quân sự, thu hẹp quy mô các ngành công nghiệp quốc phòng và chuyển sang sản xuất tinh gọn, đúng lúc với lượng thiết bị tồn kho thấp. Đó là bởi vì việc chống lại quân nổi dậy và khủng bố không cần đến loại vũ khí hạng nặng vốn cần thiết trong các cuộc xung đột trên bộ cường độ cao. Xung đột Ukraine thay đổi môi trường này với cuộc giao tranh dữ dội ở khu vực phía đông Đôn Bát trong hai ngày. Nga sử dụng nhiều đạn dược hơn cả lượng đạn dược mà quân đội Anh dự trữ. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia ở London, tỷ lệ tiêu thụ pháo của Ukraine có thể làm chống kho dự trữ của Anh trong một tuần và các đồng minh châu Âu khác cũng không khá hơn. Mick Ryan, cựu thiếu tướng trong quân đội Australia cho biết, phương Tây gặp vấn đề với năng lực công nghiệp quốc phòng hạn chế, sẽ cần phải có một chương trình mở rộng công nghiệp lớn nếu các quốc gia phương Tây muốn xây dựng lại năng lực thiết kế, sản xuất và giữ trữ số lượng lớn đạn dược. Yếu tố thứ hai là quan liêu. Các chính phủ cho biết họ cam kết tăng ngân sách quốc phòng, Tuy nhiên trong bối cảnh kinh tế có quá nhiều bất ổn, họ chậm ký các hợp đồng mua sắm kéo dài nhiều năm mà khối công nghiệp quốc phòng cần để đẩy nhanh sản xuất. Một quan chức quốc phòng cấp cao của châu Âu cho biết, đó là vấn đề tài chính doanh nghiệp, không công ty nào muốn đầu tư vào dây chuyền nhà máy thứ hai để thúc đẩy sản xuất mà không có sự chắc chắn về mặt hợp đồng lâu dài. Liệu Nga có còn là mối đe dọa trong 5 năm nữa không? Và nếu không thì liệu các chính phủ có còn mua vũ khí từ các công ty này không? Giám đốc điều hành công ty cho biết, sự thiếu chắc chắn này xảy ra ở cả hai bờ đại tây dương. Saab, công ty quốc phòng và hàng không vũ trụ của Thụy Điển, chuyên sản xuất máy bay chiến đấu Enlo và Gripen, cho biết họ đang đàm phán với một số chính phủ về các đơn đặt hàng nhưng tiến độ ký kết hợp đồng còn chậm. Michael Johansson, giám đốc điều hành của Saab cho biết, khi nói đến lượng đơn đặt hàng kết nối trực tiếp với Ukraine, rất ít đơn thực sự xuất hiện hoặc xảy ra. BAE của Anh cũng cho biết họ đàm phán với chính phủ nước này về việc tăng cường sản xuất một số loại đạn dược. Trong khi các công ty quốc phòng Mỹ có những phản nàn tương tự về việc thiếu tín hiệu nhu cầu rõ ràng từ Washington. Mark Cansian, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington cho biết, họ đang ở trong tình thế phải cho tôi xem tiền. Điều họ lo lắng là mở rộng công suất, sau đó chiến tranh sẽ kết thúc và Bộ Quốc phòng sẽ cắt hợp đồng. Trong khi đó, một số nhà sản xuất quốc phòng đã làm hết công suất với các ca làm việc 24 giờ một ngày. Frank Sanzone, giám đốc điều hành của Lockheed Martin, công ty sản xuất hệ thống tên lửa pháo binh Hima và Javelin cho biết, khi chúng tôi hiểu rõ tín hiệu về nhu cầu sẽ như thế nào, chúng tôi sẵn sàng tài trợ để mở rộng công suất. Một đoạn video được cho là ghi lại trong đợt tấn công mới nhất của Nga vào các vị trí của Ukraine cho thấy, một tên lửa hành trình KH-101 của Nga dường như phóng pháo sáng để đánh lừa hệ thống phòng không trước khi lao vào các mục tiêu ở Ukraine phiên bản nâng cấp của KH-101 được trang bị hệ thống tác chiến điện tử, giúp chủ động ngăn chặn tín hiệu tiếp nhận của radar sử dụng trong các tên lửa phòng không. Sự cải thiện này được phát hiện nhờ việc phân tích ảnh chụp mảnh vỡ của KH-101. Đoạn video trên, nếu được khẳng định là xác thực, có thể là lần đầu tiên KH-101 bị camera ghi lại khoảnh khắc sử dụng các biện pháp đối phó phòng không khí tác chiến. Hiện chưa rõ cơ chế đối phó phòng không của KH-101. Có phân tích cho rằng, việc nhà mồi bẫy được kích hoạt sau khi tên lửa bị hệ thống phòng không đối phương bắt được. Cũng có thông tin rằng quá trình này được thực hiện tự động sau một thời gian nhất định hoặc khi tên lửa đạt đến tọa độ cụ thể, nơi mà hệ thống phòng không đối phương rất có thể đã được định vị. KH-101 là tên lửa hành trình tầm xa khá mới của Nga, gần giống với dòng tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ. Nó được đưa vào thực chiến ở Syria trong các cuộc tấn công bằng máy bay ném bom Tu-95 và Tu-160 của Nga năm 2016 và 2017. Mỗi chiếc Tu-95 có thể mang 8 tên lửa KH-101, trong khi Tu-160 có thể mang 12 tên lửa. Tên lửa hành trình KH-101 có tầm chiến đấu hiệu quả từ 2.790 đến 3.000 dặm, khoảng hơn 4.500 km, có thể đạt tốc độ bay hành trình 700 km h lao tới mục tiêu với tốc độ tối đa 970 km h và mang được nhiều loại đầu đạn khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu. Tên lửa này được cho là khó bị phát hiện tàng hình, có khả năng thay đổi mục tiêu khi đang bay tới mục tiêu được chỉ định trước đó. Ngoài ra, KH-101 được cho là sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp với đầu dò quang điện tử, cũng như cập nhật vị trí và đường bay qua hệ thống vệ tinh GLONASS. Độ chính xác của nó được báo cáo là đánh trúng mục tiêu trong vòng tròn 10 mét. Chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC mới đây đã tuyên bố việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu EU sẽ phải mất một số năm nữa. Đồng thời cũng lưu ý rằng năm nay EU chắc chắn sẽ không chấp nhận bất kỳ quốc gia nào trở thành thành viên của khối. Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, chuyên trách về giá trị và minh bạch, Vera Zorova, ngày 30 tháng 12 tuyên bố việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu EU sẽ phải mất một số năm nữa. Bà Zorova lưu ý rằng năm nay EU chắc chắn sẽ không chấp nhận bất kỳ quốc gia nào trở thành thành viên của khối. Theo bà Zorova, Serbia, Montenegro, Bắc Macedonia và Albania có cơ hội lớn nhất trong việc gia nhập EU bà cũng nhấn mạnh rằng các ứng cử viên eu có thể tiến gần hơn đến liên minh mà không cần trở thành một phần của nó các nước có thể thiết lập cơ sở hạ tầng giao thông năng lượng và tương tác kỹ thuật số với eu một ngày trước đó đại sứ eu tại ukraine bà katarina matanova đã đăng tải một bài báo nói rằng tiến trình hội nhập châu âu của ukraine có thể gặp phải những trở ngại do đặc thù của việc ra quyết định ở eu Trước đó, Liên minh châu Âu đã bất ngờ công bố quyết định mở các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu-EU với Ukraine. Đây được cho là một dấu hiệu ủng hộ mạnh mẽ của EU đối với Ukraine trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn dậm chân tại chỗ, và sự ủng hộ quốc tế dành cho Ukraine có phần suy giảm. Nhất là trong tình hình cuộc xung đột Nga-Ukraine đang rơi vào bế tắc, phía Ukraine đang vấp phải những khó khăn mang tính sống còn như thiếu đạn dược, vũ khí thiết bị. Đây cũng là lần đầu tiên truyền thông phương Tây phải thừa nhận trên các báo đài rằng cán cân cuộc xung đột đang nghiêng về phía Nga. Quân đội Ukraine dường như không đạt được kết quả nào khả quan trong vài tuần trở lại đây, và điều đó khiến châu Âu lo ngại. Ngoài ra, quyết tâm hỗ trợ Ukraine của phương Tây, vốn là biểu tượng của sự đoàn kết và nhất quán, hiện đang suy yếu. Người dân Ukraine hiện cần một chiến thắng, không phải là một chiến thắng về mặt quân sự, mà là một chiến thắng về mặt tinh thần. Viễn cảnh về một Ukraine trong tương lai với tư cách là một quốc gia châu Âu thịnh vượng và dân chủ. EU là cơ hội duy nhất của Ukraine. Tuy nhiên, theo đánh giá, việc Ukraine đạt được sự đồng thuận, mở ra các cuộc đàm phán gia nhập EU chỉ là bước khởi đầu. Hơn nữa, việc kết nạp Ukraine có khả năng đe dọa sinh kế của nông dân một số nước thành viên khối 27. Những người sẽ phải đối mặt với nguy cơ không thể cạnh tranh được với sản phẩm rẻ hơn từ các đối tác Ukraine. Tòa án tối cao Mỹ đối mặt tình thế lưỡng nan. Quan chức bầu cử bang Maine ngày 28 tháng 12 đã tiếp bước và loại cựu tổng thống khỏi phiếu bầu. Tòa án tối cao Mỹ tại Washington giờ đây gần như chắc chắn phải can thiệp khi gốc rễ tranh cãi nằm ở cách thức diễn giải mục 3 tu trình án thứ 14 của Hiến pháp, điều khoản cấm những người tham gia nổi dậy hoặc phản loạn tham gia chính quyền. Nhưng họ đang đứng trước hai thực tế chính trị không dễ chịu xoay quanh tranh cãi lần này. Nếu chấp nhận lập luận của tòa án Colorado, các thẩm phán ở cơ quan tư pháp cao nhất nước Mỹ sẽ tước đi quyền định đoạt người lãnh đạo đất nước của cử tri bằng lá phiếu. Nếu họ phản bác cách diễn giải của tu chính án thứ 14 của tòa Colorado, phán quyết đó sẽ tạo cú hích lớn, giúp ông Trump nâng cao vị thế trên đường đua vào Nhà Trắng, khiến nhiều người sẽ cho rằng toán tối cao đang can thiệp bầu cử. Theo giáo sư luật Taralay Grove của Đại học Texas, cả hai hướng phán quyết đều sẽ tác động nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan quyền lực nhất hệ thống toán Mỹ, lẫn cá nhân những thẩm phán trong đó. Các vụ kiện nhằm gạch tên ông Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 đã được đệ trình ở khoảng 30 bang, nhưng nhiều bang đã bác bỏ. Tính đến ngày 29 tháng 12, có ít nhất 18 bang đang xử lý các vụ kiện như vậy, bao gồm Alaska, Arizona, California, Colorado, Florida, Louisiana, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York, Bắc Carolina, Oregon, Nam Carolina, Texas, Vermont. Virginia, Tây Virginia và Wisconsin. Danh sách này bao gồm cả những số trường hợp trong đó thẩm phán đã bác bỏ vụ kiện nhưng đã bị kháng cáo. Trường hợp bang Colorado, tòa án tối cao của bang đã ra phán quyết nhưng đã bị kháng cáo lên tòa án tối cao liên bang. Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, một vụ kiện đã được đệ trình ở bang thứ 19, đó là bang Wyoming, cũng đã có những yêu cầu trực tiếp tới các quan chức bầu cử bang này để loại ông Trump khỏi phiếu bầu. Trong một bài đăng trên Facebook, bà Senan Bellows, quan chức phụ trách bầu cử của bang Maine, Mỹ, cho biết sau khi bà loại ông Donald Trump khỏi phiếu bầu bang Maine, bà đã trở thành nạn nhân của swatting, chỉ có cuộc gọi trình báo giả để dẫn đội swat ở Maine đến nhà riêng của bà. Theo quan chức bang Maine, địa điểm nhà riêng của bà đã bị công khai trên mạng và có ai đó gọi điện khiến cảnh sát ập đến nhà bà tối 29 tháng 12. May mắn là gia đình bà đã đi vắng Cảnh sát bang Mai cho biết Một người đàn ông không rõ danh tính gọi điện vào trung tâm liên lạc của khu vực Nói rằng mình đột nhập vào một ngôi nhà ở khu Augusta Theo kênh truyền hình WGME13 Sau đó, cảnh sát xác nhận địa chỉ trên là của gia đình Bellows Sau khi đến nơi, đội SWAT phát hiện không có ai ở nhà Cuộc điều tra vẫn đang được triển khai Trước đó, trong một quyết định bằng văn bản Bà Bellows Bà nói rằng mặc dù chưa có ai ở vị trí của bà từng cấm một ứng viên khỏi cuộc bỏ phiếu dựa trên mục 3 của tu chính án 14, nhưng trước đây chưa từng có ứng cử viên tổng thống nào tham gia một cuộc nổi dậy. Vài giờ sau phán quyết của bang Mai, thư ký tiểu bang California thông báo quyết định không xóa tên cựu tổng thống Donald Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ bất chấp lời kêu gọi từ một số quan chức bang. Ngoài ra, tòa án tối cao bang Colorado ra phán quyết tên của cựu Tổng thống Donald Trump sẽ không thể xuất hiện trên phiếu bầu sơ bộ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 ở bang này. Tòa án tối cao Colorado cho biết họ sẽ trì hoãn hiệu lực của phán quyết ít nhất cho đến ngày 4 tháng 1 năm 2024 để ông Trump kháng cáo. Các thẩm phán ở Colorado nói rằng nếu phán quyết của họ bị kháng cáo lên tòa án tối cao liên bang, ông Trump sẽ vẫn được phép có tên trên phiếu bầu sơ bộ cho đến khi tòa án cấp cao hơn ra quyết định cuối cùng. Trong nhóm thẩm phán bảo thủ chiếm đa số mùng 6 tháng 3 tại Tòa án Tối cao Liên bang Mỹ, hiện có 3 người được ông Trump bổ nhiệm. Thư ký tiểu bang Colorado đã nói rằng sẽ tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào được áp dụng vào ngày mùng 5 tháng 1, thời điểm bang này phải chứng nhận các lá phiếu cho cuộc bầu cử. Hôm 27 tháng 12, Đảng Cộng Hòa tại bang Colorado cho biết họ đã yêu cầu Tòa án Tối cao Liên bang xét xử kháng cáo về phán quyết của Tòa án Tối cao bang Colorado. Tại Michigan và Minnesota, các tòa án đã ra phán quyết rằng các quan chức bầu cử không thể ngăn cản Đảng Cộng Hòa đưa ông Trump vào lá phiếu sơ bộ của họ. Tuy nhiên, cả hai quyết định đều để ngỏ cánh cửa cho những thách thức mới ngăn cản ông tham gia cuộc tổng tuyển cử. Bang tiếp theo có thể ra phán quyết về việc có loại tên ông Trump khỏi phiếu bầu hay không là Oregon. Đơn kiện tại bang này được tổ chức vận động có tên nhóm Free Speed for People nộp lên tòa án đây cũng chính là nhóm nộp đơn lên tòa án bang Michigan để đề nghị loại ông Trump khỏi cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Thư ký tiểu bang Oregon đã yêu cầu tòa án xúc tiến việc xem xét vụ việc vì bà phải hoàn tất phiếu sơ bộ trước ngày 21 tháng 3 năm 2024. John C. Bonifaz, chủ tịch của Free Speech for People, cho biết nhóm có kế hoạch sớm nộp đơn kiện tại các bang khác, nhưng ông từ chối nêu cụ thể là bang nào quân đội Ba Lan đã phát hiện một quả tên lửa bay khoảng 40 km trong không phận nước này vào đầu giờ sáng ngày 29 tháng 12 trước khi quay trở lại phía Tây hướng về Ukraine. Các quan chức quân sự Ba Lan cho biết vật thể này đã rời khỏi không phận của thị trấn biên giới Persegoda của nước này trong vòng 3 phút sau khi đi vào hướng biên giới với Ukraine. Phía Ukraine và các đồng minh ban đầu đã xác nhận qua radar rằng vật thể đã rời khỏi lãnh thổ Ba Lan. Tướng Westlaw Kukula, Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ba Lan cáo buộc đó là tên lửa do nga phóng đi. Ông cho biết thêm rằng các máy bay chiến đấu đã xuất kích để đánh chặn tên lửa, song không thể tiếp cận kịp thời trước khi nó rời khỏi không phận của Ba Lan. Tuy nhiên, phía Warsaw không cung cấp được bằng chứng cho thấy quả đạn này có nguồn gốc từ nga. Đáng chú ý, một vụ tên lửa đi lạc khác từng xảy ra ở Ba Lan vào năm ngoái, sau đó đã được xác định là do lỗi của hệ thống phòng không Ukraine. Ngày 30 tháng 12, quân đội Ba Lan đã ra hạn tìm kiếm quả tên lửa chưa rõ nguồn gốc này tại tỉnh Lublin Voivodeship. Mục đích của cuộc tìm kiếm là để xác nhận chắc chắn rằng không có bộ phận nào của tên lửa sót lại trên lãnh thổ Ba Lan. Khoảng 480 binh sĩ của lực lượng phòng vệ lãnh thổ sẽ tham gia sứ mệnh này. Vụ vi phạm không phận trên xảy ra trong bối cảnh Nga mở một làn sóng tấn công dữ dội bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu trên khắp Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Đợt tấn công quy mô lớn này nhắm mục tiêu vào các sân bay, kho đạn, doanh trại và các địa điểm cơ sở hạ tầng quân sự khác. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, mới đây thư ký báo chí của Ủy ban vận động bầu cử cho tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo, tổng thống Putin đã thu thập được 500.000 chữ ký trên toàn nước Nga ủng hộ việc ông ứng cử độc lập trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3 năm 2024. Tại Moscow, ngày 30 tháng 12, Bà Alexandra Suvorova, thư ký báo chí của Ủy ban vận động bầu cử cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, thông báo đã thu thập được 500.000 chữ ký trên toàn Liên bang Nga ủng hộ việc ông Putin ứng cử độc lập trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3 năm 2024 sắp tới. Bà Suvorova cho biết, hôm nay, Ủy ban vận động bầu cử đã kiểm chứng những chữ ký đầu tiên thu thập được từ thành phố Moscow được đưa về trụ sở trung tâm. Từ ngày 5 tháng 1 năm 2024, các khu vực khác sẽ bắt đầu chuyển chữ ký đến. Theo bà các luật sư của ủy ban sẽ bắt đầu kiểm tra tất cả giấy tờ cần thiết. Trước đó, thư ký ủy ban bầu cử trung ương liên bang nga S.I.K. bà Natalia Budarina cho biết S.I.K. đã đăng ký danh sách những người được tổng thống Putin ủy quyền, gồm 346 người giúp ông vận động cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Trước đó, ông Putin cũng đích thân nộp các hồ sơ ứng cử lên Ủy ban bầu cử Trung ương Nga để đăng ký ứng cử cho vị trí tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2024. Ông Putin trở thành người đầu tiên nộp hồ sơ ứng cử với tư cách ứng cử viên độc lập. Sau khi nộp đủ các hồ sơ theo quy định của pháp luật, ứng cử viên độc lập sẽ phải thu thập ít nhất 300.000 chữ ký của các cử tri ở tối thiểu 40 khu vực để nộp lên Ủy ban bầu cử Trung ương. Sau bước này, ứng cử viên độc lập mới được xem là đã hoàn tất mọi thủ tục cần thiết và được công nhận là một ứng cử viên cho vị trí tổng thống. Hồi năm 2018, ông Putin cũng từng tham gia ứng cử với tư cách ứng cử viên độc lập. Bộ ngoại giao Ba Lan tối ngày 29 tháng 12 đã triệu đại biện lâm thời Nga để trao công hàm yêu cầu giải thích vụ việc mà Vasava cho là tên lửa hành trình nga xâm phạm không phận ba lan đại biện lâm thời nga tại ba lan andrei odat khẳng định đây là cáo buộc vô căn cứ ông odat nêu rõ ông đã nhận được công hàm trong đó có cáo buộc vô căn cứ rằng vào sáng cùng ngày một vật thể đã xâm phạm không phận ba lan mà các chuyên gia nước này cho là tên lửa của nga nhưng không đưa ra bằng chứng liên quan hãng tin ria novosti dẫn lời ông odat nhấn mạnh nga sẽ không đưa ra lời giải thích nào về vụ việc cho đến khi phía ba lan đưa ra bằng chứng cụ thể Trước đó, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã triệu tập một cuộc họp khẩn với lãnh đạo quân sự nước này liên quan đến vụ việc trên. Theo quân đội Ba Lan, tên lửa Nga từ phía Ukraine đi vào không phận Ba Lan trong 3 phút và được radar phòng không Ba Lan phát hiện, sau đó quay trở lại Ukraine. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Nhà Trắng cùng ngày cho biết, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Tổng thống Mỹ Joe Biden đang theo dõi tình hình ở Ba Lan. Chuyển sang những diễn biến về xung đột Israel-Hamas, Thưa quý vị, theo kênh truyền hình Al Jazeera, Thủ tướng Israel Netanyahu đã cảm ơn chính quyền Mỹ vì đã tiếp tục ủng hộ bao gồm cả việc bán vũ khí khẩn cấp mới cho nhà nước Hồi giáo. Ông Netanyahu cũng tuyên bố Israel cần thêm thời gian ở Gaza và khẳng định sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu của cuộc chiến, trước hết là tiêu diệt Hamas và thả tất cả các con tin. Theo kênh truyền hình Al Jazeera ngày 30 tháng 12, thủ tướng Israel Netanyahu đã cảm ơn chính quyền Mỹ vì đã tiếp tục ủng hộ, bao gồm cả việc bán vũ khí khẩn cấp mới cho nhà nước hồi giáo. Ông Netanyahu cũng tuyên bố Israel cần thêm thời gian ở Gaza và khẳng định sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu của cuộc chiến, trước hết là tiêu diệt Hamas và thả tất cả con tin. Trước đó, hôm 29 tháng 12 Mỹ tuyên bố bán đạn pháo 155mm cho Israel theo một điều khoản khẩn cấp bỏ qua yêu cầu xem xét của quốc hội nước này. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đưa ra quyết định tương tự khi phê duyệt việc bán cho Israel gần 14.000 viên đạn pháo xe tăng trị giá hơn 106 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố, hành lang Philadelphia, khu vực biên giới giữa Gaza và Ai Cập phải nằm trong tay chúng tôi. Nhấn mạnh hành lang này phải bị đóng lại, ông nói, bất kỳ thỏa thuận nào khác sẽ không đảm bảo việc phi quân sự hóa mà chúng tôi tìm kiếm thủ tướng netanyahu cảnh báo nếu hezbollah mở rộng các cuộc tấn công vào miền bắc israel họ sẽ phải hứng chịu những đòn mà họ chưa từng mơ tới và cả iran cũng vậy Cùng ngày 30 tháng 12, Al Jazeera dẫn thông báo của lữ đoàn Abu Ali Mustafa, cánh vũ trang của mặt trận giải phóng Palestine, cho biết cuộc không kích của Israel đã khiến một binh sĩ Israel bị Hamas giam giữ ở Gaza thiệt mạng và một số người giam giữ người lính này cũng bị thương. Theo người phát ngôn của lữ đoàn Abu Ali Mustafa, cuộc không kích diễn ra sau nỗ lực thất bại của lính biệt kích Israel nhằm giải thoát người lính người phát ngôn không đưa ra thông tin chi tiết về thời điểm người lính này bị bắt hoặc nơi anh ta bị giam giữ ở Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trả lời phỏng vấn ngày 30 tháng 12 khi được hỏi về đàm phán thỏa thuận trao đổi con tin với nhóm vũ trang kiểm soát Gaza rằng Hamas đã đưa ra đủ kiểu tối hậu thư nhưng chúng tôi không chấp nhận. Chúng tôi đang thấy có sự thay đổi nhất định nhưng tôi không muốn tạo ra kỳ vọng quá mức. Theo ông Netanyahu, nếu có thể đạt một thỏa thuận khả thi, nó sẽ được thực hiện. Thủ tướng Netanyahu bình luận sau khi xuất hiện thông tin cho biết, trung gian Qatar đã thông báo với Israel rằng Hamas sẵn sàng đối lại đàm phán về thả con tin để đổi lấy một lệnh ngừng bán. Theo đó, thời báo Israel cho biết, các nhà trung gian hòa giải Qatar đã thông báo với phía Israel rằng phong trào Hồi giáo Hamas đã đồng ý về nguyên tắc việc nối lại các cuộc đàm phán để thả thêm các con tin bị bắt giữ trong vụ tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10 để đổi lấy một lệnh ngừng bắn kéo dài tới một tháng ở giải Gaza. Phía Israel đang phản ứng thận trọng trước thông điệp này và nhấn mạnh nước này sẽ nhanh chóng biết được liệu Hamas có thực sự nghiêm túc hay không. Trong khi đó, hãng tin Wara của Palestine cho biết các cuộc thảo luận vẫn tập trung vào đề xuất của ông David banel người đứng đầu cơ quan tình báo Israel, bao gồm việc thả khoảng 40 con tin, trong đó có phụ nữ, đàn ông trên 60 tuổi và những người có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cũng liên quan tới vấn đề này nguồn tin thân cận với hamas nói một phái đoàn hamas đã đến ai cập để thảo luận về kế hoạch chấm dứt chiến sự ở gaza của cairo kế hoạch hòa bình của ai cập gồm ba giai đoạn bao gồm các lệnh tạm dừng giao tranh có thể gia hạn phóng thích các con tin trong tay hamas để đổi lấy các tù nhân palestine đang bị giam giữ ở israel và cuối cùng là lệnh ngừng bắn để kết thúc xung đột Kế hoạch cũng đề xuất tạo điều kiện cho một chính phủ kỹ trị của người Palestine sau các cuộc đàm phán có sự tham gia của mọi phe phái Palestine để quản lý và tái thiết Gaza thời hậu xung đột. Hamas và nhóm Jihad Hồi giáo Palestine, đồng minh được cho là đã bác bỏ đề xuất này, trong khi đó giới chức Israel chưa bình luận về thông tin. Một nguồn tin Ai Cập nói với truyền thông Ả Rập Xê Út rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào nhằm loại bỏ hoàn toàn Hamas và PIZ khỏi chính trường Gaza thời hậu chiến đều phi thực tế. Người này cho rằng tốt hơn hết là tìm một cấu trúc chính trị Gaza nhận được sự đồng thuận. Nguồn tin cho biết chính quyền Mỹ đang thúc đẩy kịch bản Hamas không còn nắm quyền ở Gaza. Washington nhấn mạnh cần đạt được giải pháp về bên quản lý giải đất theo hướng đảm bảo an ninh cho Israel, ngăn vụ tấn công ngày 7 tháng 10 lặp lại. Cũng trong ngày 30 tháng 12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel phải kiểm soát hoàn toàn hành lang biên giới giải Gaza với Ai Cập để đảm bảo phi quân sự hóa khu vực này trong bối cảnh quân đội Israel tiến sâu hơn vào miền Trung và miền Nam Gaza. Ông nói, hành lang Philadelphia, hay nói chính xác hơn là cánh cửa phía nam của Gaza, phải nằm trong tay chúng tôi, nó phải được đóng lại. Rõ ràng không có cách nào khác đảm bảo việc phi quân sự hóa mà chúng tôi tìm kiếm. Nếu được thực hiện, một động thái như vậy sẽ đánh dấu sự đảo ngược trên thực tế việc Israel rút quân khỏi Gaza vào năm 2005, đồng thời đặt vùng đất này dưới sự kiểm soát độc quyền của Israel sau nhiều năm do lực lượng Hamas điều hành. Bình luận của ông Netanyahu được đưa ra khi lực lượng quân sự Israel tiếp tục tiến hành cuộc tấn công mà ông nhắc lại sẽ kéo dài trong nhiều tháng nữa. Trong khi đó, nhân chứng cho biết trong 24 giờ qua, giao tranh tập trung ở Al-Buray, Nusrat, Magazi và Khan Unit Cùng với đó là những cuộc không kích dữ dội khiến các bệnh viện chứa đầy người Palestine bị thương. Hôm 30 tháng 12, cánh vũ trang của Mặt trận Nhân dân Giải phóng Palestine cho biết một binh sĩ Israel bị nhóm này bắt giữ ở Gaza đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel và khiến một số tay súng của nhóm bị thương. Người phát ngôn của nhóm nói với đài truyền hình Al Arabi rằng cuộc không kích diễn ra sau nỗ lực thất bại của lính biệt kích Israel nhằm giải thoát đồng đội. Người phát ngôn không đưa ra thông tin chi tiết về địa điểm hoặc thời điểm người lính bị bắt giữ, còn quân đội Israel từ chối bình luận. Hành vệ tinh thương mại tờ Wall Street Journal của Mỹ phân tích mới đây cho thấy, gần 70% trong số 439.000 nhà dân ở giải Gaza đã bị phá hủy hoặc hư hại trong các vụ tập kích kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch tại vùng đất này hồi tháng 10. Tính đến giữa tháng 12, Israel đã sử dụng khoảng 29.000 quả bom, pháo và các loại đạn dược khác tại giải Gaza, đánh sập hoặc làm hư hỏng khoảng một nửa tổng số công trình được xây dựng ở khu vực này. Theo đó, khoảng 40% đến 45% trong số 29.000 quả bom mà Israel sử dụng kể từ ngày 7 tháng 10 là loại không dẫn đường, đam bom, và phần còn lại là loại được dẫn đường chính xác. Bom không dẫn đường thường kém chính xác hơn, do đó chúng có thể gây ra mối đe dọa lớn hơn cho người dân thường. Israel khẳng định cuộc oanh tạc và tấn công trên bộ nước này tiến hành tại Gaza là nhằm tiêu diệt Hamas. Các tòa nhà chịu thiệt hại chủ yếu gồm nhà máy, nơi cầu nguyện, trường học, trung tâm thương mại, khách sạn và chung cư. Quân đội Israel cho rằng nhiều trường học, thánh đường và công trình dân sự tại giải Gaza được Hamas trưng dụng để phục vụ hoạt động quân sự. Giải Gaza chỉ còn 8 bệnh viện đủ khả năng tiếp nhận bệnh nhân so với 36 bệnh viện trước khi Hamas tấn công Israel ngày 7 tháng 10. Trong khi đó, theo đài RT của Nga, tư lệnh quân sự hàng đầu của Israel cảnh báo rằng cuộc chiến ở Gaza có thể kéo dài thêm nhiều tháng nữa vì cần phải có một cuộc chiến lâu dài và quyết tâm để tiêu diệt hoàn toàn nhóm chiến binh Hamas của Palestine và ngăn chặn nhóm này nhanh chóng trở thành mối đe dọa trở lại ông halevi tuyên bố trong một cuộc họp báo ở miền nam israel không có giải pháp thần kỳ nào không có con đường tắt nào để xóa sổ tổ chức này ngoại trừ quyết tâm chiến đấu trung tướng halevi cho biết idf đang mở rộng hoạt động ở miền trung và miền nam gaza sau khi giải tán hầu hết các tiểu đoàn hamas ở phía bắc gaza theo vị chỉ huy này israel đã tiêu diệt nhiều tay súng và chỉ huy hamas một số người đã đầu hàng idf cũng đã bắt đầu giữ hàng trăm tù binh phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng và vũ khí dưới lòng đất của lực lượng này Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng do giải Gaza rất đông đúc và có địa hình đô thị, nên có khả năng các chiến binh Hamas vẫn ẩn náu ở phía bắc Gaza. Do đó, không thể khẳng định IDF đã tiêu diệt toàn bộ Hamas. Chúng tôi có thể vẫn sẽ gặp các chiến binh Hamas trong khu vực này và chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công và truy lùng họ bằng nhiều cách khác nhau, ông nói về cuộc giao tranh ở phía Bắc Gaza, dự kiến sẽ chuyển sang giai đoạn cường độ thấp hơn sau khi tiểu đoàn Hamas cuối cùng bị tiêu diệt. Theo vị trung tướng này, IDF sẽ không cho phép quay trở lại thực tế an ninh trước ngày 7 tháng 10 và khiến người dân có nguy cơ lặp lại các cuộc tấn công của Hamas. Ông nói, IDF tập trung và chính xác trong các hoạt động của mình. Bất cứ nơi nào lực lượng của chúng tôi tấn công, chúng đều kèm theo hỏa lực dày đặc từ trên không, trên biển và trên bộ. Trong mọi hoạt động mà lực lượng của chúng tôi cần đến hỏa lực, họ sẽ nhận được sự yểm trợ tốt nhất cần thiết. Ông Halevi cảnh báo, cuộc chiến này có những mục tiêu cần thiết và không dễ đạt được. Nó diễn ra trên vùng lãnh thổ phức tạp, đó là lý do tại sao cuộc chiến sẽ tiếp tục trong nhiều tháng nữa và chúng tôi sẽ làm việc với các biện pháp khác nhau duy trì thành tựu đã đạt được trong thời gian dài. Ông nói và cho biết thêm rằng IDF không ngừng ngọc hỏi và điều chỉnh các phương pháp chiến đấu cho phù hợp với từng khu vực hoạt động ở giải Gaza. Ông nói, trong gần 100 ngày chiến đấu cho đến nay, có rất nhiều điều đang xảy ra mà chúng tôi không hề biết trước, có lý do khiến cuộc xung đột này được coi là lãnh điệu của sự bất ổn. Người đứng đầu quân đội Israel cũng lặp lại cảnh báo rằng, IDF sẽ tiếp cận giới lãnh đạo Hamas dù phải mất một tuần, hai vài tháng. Ông nói thêm, chúng ta đang gia tăng áp lực quân sự bằng nhiều cách khác nhau. Áp lực này cho phép hiện thực hóa các mục tiêu của cuộc chiến, tiêu diệt Hamas và trao trả các con tin. Cam kết của chúng tôi đối với việc trao trả con tin vẫn như cũ, chúng tôi sẽ làm mọi cách để đưa con tin về nhà. Ngày 30 tháng 12, Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ, Sencom cho biết một tàu khu trục của Mỹ đã đánh chặn hai tên lửa đạn đạo chống hạm phóng từ Yemen. Sau khi nhận được yêu cầu trợ giúp từ một tàu chở hàng bị tấn công trước đó, thông báo của Sencom nêu rõ hai tên lửa đạn đạo trên được bắn từ vùng lãnh thổ do lực lượng Houthi kiểm soát tại Yemen. Theo Sencom, đây là vụ tấn công thứ 23 mà Houthi tiến hành nhằm vào hoạt động vận tải biển quốc tế kể từ ngày 19 tháng 11 vừa qua. Sencom cho biết hai tàu khu trục của Mỹ là SS Gravery và SS Laboon đã tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ từ tàu container của hãng vận tải biển Maersk Đan Mạch treo cờ Singapore sau khi tàu này phát thông báo bị tấn công bằng tên lửa khi di chuyển qua Biển Đỏ. Sau đó, tàu SS Gravery đã bắn hạ hai tên lửa hướng về tàu hàng trên. Sencom nêu rõ không có thông báo thương vong sau vụ tấn công tàu chở hàng trên kể từ khi xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát giải Gaza bùng phát. Lực lượng Houthi tuyên bố thực hiện các vụ tấn công nhằm vào các tàu liên quan đến Israel để ủng hộ người Palestine ở giải Gaza. Những vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa khiến các chủ tàu hàng phải thay đổi lộ trình di chuyển theo tuyến đường dài hơn qua mũi hảo vọng ở Nam Phi thay vì qua kênh đào Suez ở Ai Cập. Lực lượng Houthi nhấn mạnh sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi Israel ngừng chiến dịch quân sự tại giải Gaza và so phép phân phối hàng cứu trợ tới dân thường Palestine tại vùng lãnh thổ này. Để ngăn chặn các cuộc tấn công của Houthi, Mỹ đã phối hợp với các đồng minh lập ra liên minh gồm hơn 20 nước để bảo vệ các tàu thuyền đi qua Biển Đỏ, một trong những tuyến hàng hải quan trọng đối với thương mại quốc tế. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.